chuyến thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhận lời mời trải nghiệm xe riêng của Tổng thống Putin. Trong cuộc gặp hôm qua, hai lãnh đạo có cuộc đi bộ ngắn. Khi đến cạnh chiếc limousine Rus của ông Putin, nhà lãnh đạo Nga đã giới thiệu về chiếc xe, sau đó mời ông Kim lên ngồi thử ở hàng ghế sau ngay cạnh mình. Hai nhà lãnh đạo được cho là đã có buổi trò chuyện gần gũi cởi mở. Chiếc xe này được Nga sản xuất nội địa, chuyên dụng để phục vụ Tổng thống. Ông Putin dùng phương tiện này từ năm 2018 để thay thế chiếc Mercedes cũ. Việc Tổng thống Nga lựa chọn phương tiện này được xem là một cách để ông thể hiện thông điệp yêu nước. Liên quan tới trận lũ lụt thảm khốc ở Libya, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các phe phái tại Libya đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ trong bối cảnh con số thương vong thì không ngừng tăng. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, ông Volkertok đã bày tỏ sự đau buồn trước những mất mát mà người dân Libya phải trải qua trong trận lũ lụt. Theo cập nhật, trên 5.300 người được xác định đã thiệt mạng và ít nhất 10.000 người vẫn đang mất tích. Riêng tại thành phố Derna, nơi có khoảng 125.000 dân, gần như đã bị tàn phá khoảng 1/4 diện tích. Nhiều nhà cửa, công trình, phương tiện đã bị cuốn trôi theo nước lũ. Tôi kêu gọi giới chức ở Libya vượt qua các vấn đề bế tắc, chia rẽ chính trị để tập trung hành động giúp người dân được tiếp cận cứu trợ kịp thời, đặc biệt là nhóm người dễ bị ảnh hưởng nhất, cần nhận được sự quan tâm và bảo vệ. Trận lũ lụt lịch sử tại Libya được hình thành từ cơn bão Daniel. Trước khi tấn công quốc gia này, cơn bão đã gây tàn phá khắp vùng Địa Trung Hải. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng gia tăng, những cơn bão tương tự sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Vì vậy, không chỉ Libya mà các quốc gia khác cũng cần có phương án dự phòng để kịp thời ứng phó trước thời tiết cực đoan. Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài đã gây tình trạng ngập lụt tại khu vực Hồng Kông, Trung Quốc. Giới chức địa phương đã phải đóng cửa các trường học tạm thời kể từ hôm nay. Các cơ quan khí tượng tại Hồng Kông, Trung Quốc phát tín hiệu đỏ vào 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương do tình hình thời tiết xấu. Những ngày qua, thì Hồng Kông đang tập trung nguồn lực để khắc phục các thiệt hại do cơn Haiku gây ra. Nhiều khu vực miền núi thì được cảnh báo là có nguy cơ sạt lở cao do khí hậu ẩm ướt. Không chỉ vậy, ở các khu đô thị, nước lũ đã gây ngập úng ở các trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm, gây cản trở giao thông.